Từ những ngòi bút luyện chữ đẹp, các em học sinh lớp 8 tại trường Trung học cơ sở Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã nảy ra ý tưởng làm tranh mỹ thuật đơn sắc. Câu chuyện đã truyền cảm hứng đến bạn bè đồng trang lứa về khả năng sáng tạo và thông điệp bảo vệ môi trường. Những cái ngòi viết quen thuộc của các em học sinh, thông thường khi sử dụng xong, chúng bị gãy, hư hỏng, đều trở thành vật bỏ đi. Vậy là Bộ Tứ, Nguyễn Ngọc Minh Phúc, Trần Như Quỳnh, Lê Thị Ngọc Hà và Bùi Trần Khánh Hưng đã nảy sinh ý tưởng. Khi mà mình bỏ rớt xuống đất thì những đứa em nhỏ của mình nó đi cũng có thể là nó bị không nhìn kỹ nên là nó sẽ bị cấn vào chân. Khi nói ra thì cô cũng đồng ý và sau đó cô sẽ nói là sẽ hỗ trợ em nếu về một số cái vật liệu nếu em không đủ thì cô có thể hỗ trợ thêm. Các công đoạn làm nên tranh đơn sắc gồm vệ sinh ngòi bút, phát quả đường nét, phết keo và đính ngòi. Để tranh đẹp hơn, các em xịt một lớp keo bóng, phủ chút kim tuyến và cuối cùng là đóng khung. Thời gian đợi tranh khô phải từ 2 đến 3 ngày. Quá trình làm đòi hỏi sự tập trung cao độ, chính xác từng mm. Lúc mà mình dán keo, mình lỡ tay mình chạm vô keo thì khi mà mình chạm vô lại cái ngòi bút thì nó bị dính lên tay, nó sẽ không có độ chính xác. Thì nó sẽ nâng cao cái khả năng tập trung với lại là cái tính kiên nhẫn của mình. Từ ý tưởng ban đầu là ngòi bút, giờ các em còn tạo ra nhiều bức tranh bằng các loại vật liệu khác. Như bộ tranh tứ quý, ngọc lan, cúc trúc này. Tận dụng phần phát sáng của giỏ sò và con dẹm, các em tạo nên bức tranh phong thủy lấp lánh. Rồi những bức tranh đầy màu sắc từ giỏ trứng, giỏ cua, rác sinh hoạt hay bãi dừa cũng lần lượt ra đời. Sự sáng tạo và thông điệp bảo vệ môi trường giúp tranh của các em đạt giải nhì tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hậu Giang năm nay. Rèn luyện cho học sinh cái tính thẩm mỹ, rồi cái tinh thần là nó tiết kiệm, nếu ví dụ là những cái thứ mà không cần thiết mà có thể thải ra môi trường thì ô nhiễm. Với tình yêu mỹ thuật và yêu thích sáng tạo, các bạn cho biết sẽ học cách làm tranh bằng ly nhựa, túi ni lông, vỏ cây để tiếp tục lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến cộng đồng.